Mến chào quý cô chú anh chị, chúng ta đang xem chương trình live stream du lịch trực tiếp qua trang fanpage của công ty Vietourist. Hiện tại thì hướng dẫn viên Bảo cùng đoàn khách du lịch thân yêu đang có mặt ở tại điểm tham quan, đó là Đồng Phong Nha của tỉnh Quảng Bình. Đây chính là một trong những hang động được xem là kỳ quan đệ nhất đồng ở tại tỉnh Quảng Bình và nằm trong chương trình tham quan tour hành trình di sản 4 ngày 3 đêm. Viên Bảo đã hoàn thành xong 20 phút đầu tiên dạo thuyền trên dòng sông Son, một dòng sông rất là đẹp cả nhà. Thì bây giờ thì đoàn khách sẽ chuẩn bị tiến hành đi vào bên trong Đồng Phong Nha. Đấy, quý cô chú anh chị chúng ta có thể quan sát là cái cửa động này. Thì sắp tới đây thôi thì đoàn của hướng dẫn viên Bảo sẽ di chuyển vào bên trong để tham quan kỳ quan đệ nhất đồng ở tại tỉnh Quảng Bình, đó là Đồng Phong Nha. Thì khi mà quý du khách chúng ta đến với Đồng Phong Nha thì tất cả du khách sẽ được ngồi trên những chiếc thuyền như thế này. Mỗi chiếc thuyền sẽ chở được 12 người. Và chúng ta sẽ dạo thuyền trên cái dòng sông Son này 20 phút cả nhà ha. Sau khi hoàn thành xong 20 phút dạo thuyền trên cái dòng sông Son này thì quý du khách sẽ tiến hành di chuyển vào bên trong Đồng Phong Nha, phía bên trong kia, để tham quan hang nước và hang khô rất là đẹp cả nhà. Đây là khoảng thời gian cuối tháng 8, đây là cuối mùa khô ở tại tỉnh Quảng Bình. Thời tiết rất là dễ chịu, đặc biệt là vào bên trong Đồng Phong Nha thì rất là mát cả nhà. Đúng rồi, mọi người chúng ta ngồi ở đây nha, để người ta làm thủ tục nhé. Dạ đúng rồi. Mình không cởi áo phao nha, trong quá trình đi là mình không được cởi áo phao nha. Tranh thủ quay cho quý cô chú anh chị chúng ta xem cửa động. Cửa động thì nhỏ thôi, nhưng mà khi mà chúng ta di chuyển sâu vào bên trong thì rất là đẹp cả nha. Đây chính là quang cảnh núi non hùng vĩ ở tại vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Đồng Phong Nha là thuộc về vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng cả nhà ha. Đây chính là di sản thiên nhiên thế giới đây. Rất là hùng vĩ cả nhà. Đây sẽ quay cho quý cô chú anh chị chúng ta xem cái dòng sông Son ha. Đấy, mình xem qua chương trình live stream này thì mình sẽ không thấy được vẻ đẹp của cái dòng sông này đâu cả nhà. Đây, đây chính là những vị khách thân yêu của đoàn Bảo. Hello everyone. Hello hello, mình ngồi ở đây nha, mình ngồi ở đây ha. Sau khi hoàn thành xong thủ tục thì đoàn của Bảo sẽ bắt đầu tiến hành di chuyển vào bên trong hang động ha. Quảng Bình được mệnh danh là vương quốc của các hang động cả nhà. Ở đây là có hơn 300 hang động lớn nhỏ ha. Và chương trình tham quan Đồng Phong Nha nằm trong chương trình tour hành trình di sản tham quan 5 tỉnh miền Trung của công ty Vietourist, đi 4 ngày 3 đêm cả nhà. Hiện tại thì chương trình tour này được khởi hành hàng ngày, hàng tháng cả nhà ha. Nếu mà quý cô chú anh chị chúng ta chưa du lịch vào dịp hè này thì mình có thể là đăng ký